Nên hôm nay vô đến thăm, đi đến khám bác sĩ, đi kiểm khám răng, là khám định kỳ hàng năm. Trước khi vào là phải kiểm tra virus, coronavirus. No. Have you had a cough or a fever? I feel very well. She asked some questions. Are you all together? Yeah. Yes. Yeah. Yeah. I'm good. You have a wedding here? I don't know where I go next, but I've heard those guys. Okay. I'm sorry. You need a COVID test? Yes, ma'am. Okay. Oh. Bây giờ vào đây là để chờ COVID test trước khi vào bệnh viện. I'll be back. Là phải test COVID. To make sure you don't have a... To make... Sẽ không bị... không có virus. Đấy. Yugi vào. Vào cái phòng này. COVID testing này. Và trước khi đi thăm khám bác sĩ là phải vào cái phòng này. Đây là hành lang của bệnh viện. Đây là bệnh viện. Đây là cái phòng chờ khi vào thăm bệnh viện. Phòng chờ rất là rộng. Trước khi vào thăm bác sĩ là cái phòng chờ. Đây là phòng chờ của bệnh viện Cựu Chiến. Này, mình sẽ, các bạn có biết đây là tòa nhà gì không? Trông rất đẹp đúng không? Đây là quang cảnh bên ngoài của cái bệnh viện Cựu Chiến binh đấy các bạn ạ, ở Cheyenne, Wyoming. Rất là đẹp, khuôn viên cực kỳ là rộng luôn. Lúc nãy mình đi vào trong, định quay ở trong, thế nhưng mà họ bảo là không được phép quay ở trong, cho nên mình chỉ quay sơ sơ thế này thôi. Đây là toàn bộ quang cảnh bên ngoài. Đây, xin các bạn. Bây giờ tuyết cũng lại đang rơi. Ở Wyoming thì rất là lạnh. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cho mình cho các bạn xem này, toàn bộ quang cảnh bên ngoài. Cái tòa nhà họ xây cái kiến trúc rất là đẹp. Rất là đẹp. Đấy. Nó còn rộng ở phía sau nữa cơ. Nhưng đây là cái tòa nhà chính. Và bãi ô tô Yogi là bởi vì là cựu chiến binh, thế cho nên là ông ấy được coi như là đi vào đây kiểm tra tất cả những cái chi phí về y tế là hoàn toàn miễn phí 100%, bởi vì chi phí ở Mỹ các bạn biết là giáo dục và y tế cực kỳ là đắt đỏ, cho nên nếu mà được y tế mà hoàn toàn miễn phí là một điều cực kỳ là có lợi, cực kỳ là may mắn. Đó, toàn bộ. Bây giờ đi ra ô tô để bởi vì còn thời gian vẫn còn nhiều, thế cho nên là đi ra đây để đi ăn sáng các bạn ạ. Khi check in ở bệnh viện, trong lúc chờ đợi thì bọn mình đã đi ăn sáng. Bọn mình đến ăn sáng ở cái nhà hàng IHOP này. Ở Mỹ thì không có ăn có cửa hàng như là cháo phở như ở Việt Nam. Thế cho nên là sau khi ăn ở rất là nhiều nơi thì mình chỉ nghĩ là cái IHOP này nó là thích hợp với mình nhất. Cho nên là buổi sáng ấy, nếu như đi du lịch hoặc là travel đấy thì thường là mình hay đến IHOP ăn sáng bởi vì sao nó phù hợp với mình hơn. Đấy, đây là cái nhà hàng IHOP. Và trời rất là lạnh, tuyết ở bên này bắt đầu lại rơi tiếp. Thế và buổi sáng vì là lạnh, hôm nay là thứ hai, thế cho nên là đây này vẫn còn vắng vẻ đó. Buổi sáng cho mọi người chắc là vẫn còn ngủ, thế cho nên là vắng vẻ. Thôi mình đi vào đây ăn, mình xem các bạn xem là ăn sáng ở đây nó như thế nào nhé. Đây là vào đây, để vào đây để ăn sáng. Trông cũng rất đẹp đúng không? Đang chờ các bạn ạ. Đang chờ lễ tân. Nào, đang chờ
nhân viên ở quầy check in. Vắng lắm, rất vắng, vắng. Không có mấy người đâu. Đây là anh lễ tân của quầy IHOP. Welcome to IHOP. That's my favorite, okay? She wanted to come here. That's yeah. Good. That's why I always go to eat breakfast. If I want to eat breakfast outside, my IHOP is my favorite. That's good. So what's your name? My name's Jamie. Jamie, nice to see you. It's nice meeting you. Yeah. Thank you to let me do the video. Yeah, no problem. Two today? Yeah, anyway yes. You want. Right this way. Thank you. Đấy các bạn ạ, khi mà mình muốn quay video ấy, ở bên Mỹ là mình phải xin phép. Chứ không phải là cứ tự nhiên quay là được đâu. Thank you. Đây mình chỉ cho các bạn xem, đây là cái menu này. Menu Yeah, alrighty. Get you guys something to drink. I see soda, lemonade, coffee. You know, I guess I'll take coffee, yeah. You like creamer with that? Just black. Okay. And I'm gonna go ahead and... Nó có hai menu các bạn. Hai menu. Yogi order this pancake combo. And I order here. They call breakfast sampler. That's it. Alright, how do you like your pancake, eggs? Egg, sausage, ham, and hash brown, and a little bit bacon. And I want to egg the medium. Egg okay, medium. Over medium, like I got it. Over medium. You got it, and? Ketchup, please. Ketchup. Yeah. Đồ ăn đã đến rồi các bạn này. À, đồ ăn đã đến rồi. Anh Lễ, anh Tiếp Tân đã mang đến. Người ta ngồi đây để ăn. Đây là của mình. I'd rather have your pancakes. You want to switch mine for yours? No. Đấy, đây là Yogi, say hi. Hi. Which pancake do you want? Bây giờ thì mời các bạn cùng ăn sáng với mình nhá. Xin mời các bạn. We're all ready to go. Đây là bữa ăn sáng rất là điển hình của Mỹ. Của người Mỹ. Scrambled with cheese. No, okay. Let me get that going for you, ladies. It'll be up to you.